để nó tìm ra đi, tôi không biết nó nằm ở chỗ này. Thì con Trần Nhân Tông tới Trần Anh Tông hỏi Trần Nhân Tông chứ giờ cụ Dương chứng minh rằng cái nhân quả là do từ đầu con. Thì nguyên tắc của đó đó, trái đất quay để tạo luân hồi, cái luân tường trong luân hồi để mới sản sinh ra nhân quả, nên nhớ vậy đó. Thì giống như cái dynamo điện nó quay để nó tạo ra điện, thì trái đất quay để tạo nhân quả. Thì ông Trần Nhân Tông chứng minh nè, nếu con bất cứ trên trái đất này, người nào sống trên này phải sống trong nhân quả từ con người và dạng vật. Có nghĩa là trồng dao đó, gieo một cây xuống đất thì cây nó sẽ lên, lên ra cái quả là trái. Chứ nếu mà con đừng có gieo xuống thì nó không sanh nhân quả. Đó, nên nhớ là cái nhân quả là nó vậy, chứ không phải là các tôn giáo khác nó gọi là Thượng Đế ban hay là ông trời ban, không có đó. Mà đây là nói rõ ràng, nói chưa? Con để đọc cái câu này là con đọc lại cho đọc lớn. Thái tử Trần Anh Tông hỏi câu 40: Kính thưa Phụ Dương, như vậy loài người phải bị quy luật nhân quả luân hồi mãi hay sao? Kính xin Phụ Dương dạy con. Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 40: Này Thái tử Trần Anh Tông, đây là quy luật của trái đất và tam giới này, không ai thoát ra quy luật này được. Con người sống trên trái đất này có 4 việc làm: 1. Tạo nhân quả. 2. Làm chủ vật chất. 3. Tạo ra vật chất. 4. Hủy diệt vật chất. Dạ hết. Hết. Còn cái gì mà chứng minh đây, hỏi là chứng minh đó. Không tìm đi. Thì ông Trần Tông chứng minh ra là mình gieo cái hạt xuống thì nó lên cây, cây nó ra quả. Đó là nhân quả. Cái đầu tiên là do cái hạt. Còn mình bị trên nhân quả là đầu tiên là mình suy nghĩ về hành động. Đó là cái nhân ban đầu. Hành động nó mới kết quả. Ví dụ bây giờ anh suy nghĩ cắt cái nhà, anh phải suy nghĩ à, rồi mới bắt tay vào việc xây cất. Nó sẽ ra cái nhà là cái quả của suy nghĩ và hành động của mình. Đó là nhân quả. Hiểu đơn sơ thì hiểu không? Ông hiểu xin một cái quyển sách về hiểu nhiều cái này nó rất rõ ràng. Trên cái đất này không có làm cái gì hết, không có nói ông trời xuống do định cái tuổi mình hay là định cái số mạng, đúng không? Mà do nghiệp làm. Bây giờ cái nhân quả của mình anh tối ngày anh cứ lo làm lụng, bỏ tiền trong tủ anh đi à, anh đừng có xài, thì cuối năm sao nó đầy tủ. Còn nếu anh làm có đồng mà anh xài 9 đồng rồi, không chờ 10 đồng rồi, cuối năm cái tủ anh còn không? Nó có. Đó là do nhân quả và do cái tạo của đó. Thì ông Trần Nhân Tông cũng giải rất rõ chỗ này, là nói là chứng minh rằng con người hành động, suy nghĩ và hành động là cái nhân của ban đầu. Kết quả những cái gì ham muốn đó là quả, đó là nhân quả. Còn anh giết, bây giờ luật pháp nó ấn định nha, anh giết người là sao? Thì cái quả ở tù. Cái nhân ban đầu suy nghĩ ghét người ta giết ra, cái quả sau cùng là ở tù. Đây là nó nhân quả đó là. Đó trả lời trình nhân quả vậy đó. Không, nãy con không có hỏi cái đó. Con không có hỏi luật nhân quả. Nhưng con chỉ nói là trong cái thuyết nhà Phật á, là có 2 cái thuyết gọi là tuyệt đấu. Thuyết luân hồi là luật nhân quả. Nhưng con ở đây con chỉ nói tới cái thuyết coi như là luân hồi, con chưa nói tới thuyết nhân quả. Thuyết luân hồi thì đó nãy con có nói rồi, còn con không có hỏi. Là cái nguyên tắc của nó, trái đất nó quay. Dạ. Tôi đã nói rồi, luân là luân chuyển, hồi là trả lại cho cũ. Trái đất mà nó ở địa đầu tiên, ở điểm A nó quay một vòng trở về điểm A, gọi là luân chuyển trở về chỗ cũ, và luân hồi. Thì cái luân hồi nó mới sanh ra cái nhân quả. Nên nhớ cái chỗ này, cái thuyết nhà Phật nó rất thực tế và khoa học, chứ không phải là nói mơ hồ. Không có đâu. Để còn đọc tiếp cái chỗ này cho nhiều người nghe. Câu hỏi thứ 71: Kính thưa Phụ Dương, Phụ Dương có thể chứng minh trái đất này sinh ra nhân quả được không? Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu 71: Này Thái tử Trần Thanh Tông, Phụ Dương chứng minh trái đất này sinh ra nhân quả như sau: 1. Con đem hạt lê gieo xuống đất, từ từ hạt lê sinh ra cây lê, rồi từ từ sinh ra quả lê. Đây là nhân quả rõ ràng. 2. Cây rừng ở trái đất có nhiệm vụ là ổn định khí hậu nơi trái đất này. Nếu đốt hay phá cây rừng đi, khí hậu không còn ổn định được nên sinh ra bão tố và ngập lụt. Đây là nhân quả rõ ràng. 3. Nếu núi nào đó có người phá hết cây rừng, khi mưa xuống rễ cây rừng không còn hút nước được nữa, người sống dưới chân núi phải bị nước cuốn trôi, bị chết. Đây là nhân quả rõ ràng. 4. Nói tóm lại, con muốn ăn cây thì trồng ớt. 5. Ăn ngọt thì trồng mía. 6. Người cướp giật là của người khác và là phải ở tù. 7. Người tu giải thoát lừa gạt người khác bị quả báo rất nặng nề. 8. Thiền sư là vị thông tất cả các pháp môn thiền, còn giác ngộ và giải thoát là chuyện nhỏ. Còn không biết tự xưng mình là thiền sư, người này sau khi chết phải làm hoa báo. 9. Giảng sư là người thông lầu các kinh điển của Đức Phật dạy, không biết tự xưng mình là giảng sư để người khác cúng tiền, người này sau khi chết chắc chắn phải làm loài thực vật, vân vân. Dạ, hết câu. Cái này là ông Trần Thanh Tông nói về vấn đề nhân quả. Thì thôi bây giờ có hỏi gì nữa thì hỏi, còn ở thì người khác. Dạ thưa thầy, tôi cũng hỏi là như con có đọc sách đó, con thấy là Đức Phật nói là 1000 người tu theo đạo của ta chỉ có 1 người tu đúng, 1000 người tu đúng chỉ có 1 người giải thoát được thôi. Thì ở đây con hiểu đó, nó khó chỗ là mình còn dính vật chất quá nhiều, dính mắc quá nhiều, nhưng mà nó còn khó chỗ nào nữa hay không? Xin thầy giải thích. Cũng như cái câu hỏi này là tất cả mọi người ở đây ai cũng đồng cảm như con. Ở đây ý này cháu hỏi là trong sách có nói là Đức Phật nói 1000 người tu thì dưới theo cái môn giải thoát chỉ có 1 người tu đúng, mà trong 1000 người tu đúng thì chỉ có 1 người được giải thoát. Như vậy thì cháu ý cháu nói là cháu thấy là khó phải không sao? Khó là khó cái chỗ một cái vướng mắt, cái ý thầy giải thích cho cái này khó à. Cái khó nhất của cái khó là dính mắt, cái khó là còn lý do khác là khó chỗ là do dính mắt. Cái khó ở đây đó là giống như là trái đất này nó đang quay, tánh người là 16 thứ, mà mình đem thứ dẹp bỏ cái này là không được. Trái đất này là cái đất quy luật luân hồi mà. Cái tánh người là cái tánh người đủ 16 thứ, mà tánh Phật nó biểu thanh tịnh, thì ai thanh tịnh được đây? Vì thế Đức Phật nói biết cái chỗ này chứ không phải dễ đâu. giống một cái trái đất này giống như cái dòng bão rồi đó, mà bây giờ bão cái người ở trong này thanh tịnh nổi không? Không thanh tịnh nổi đâu. Nó khó là khó bởi vì nằm ở trong quy luật. Mà cái tánh người 16 thứ, bây giờ có ai chịu bỏ 16 thứ tánh người? Nếu bỏ thì mình được. Rồi bây giờ đó, thứ nhất Đức Phật cũng nói con người nó có 10 cái tần số, mà cái tần số cao nhất kêu bằng thập thánh thì mới ra được thôi. Có nghĩa là nó xóa bỏ tất cả những cái thế giới vật lý này thì mới ra được. Mà nên nhớ rằng cái chìm thì nó nhiều, chứ còn cái nổi nó rất khó ít. Thành ra bây giờ nếu mình so sánh á, nếu mà bây giờ cái Thiền Tông nó ra đời đây còn 10 năm thì viết sách, nhưng mà công bố mới ra có mấy tháng thôi. Rồi còn suy nghĩ rồi. Đừng cái người thường không nói, mà tất cả các chùa có ai chấp nhận cái này không? Nói cái người tu họ không chấp nhận luôn. Họ nói tu phải ngồi thiền rồi phải tụng kinh hay gì đó thôi. nó khó là khó thế. Mà ở trong cái trái đất này vừa quay một cái là nhúc nhích là bị nhân quả rồi, mà ngồi đó tu là gì, làm sao thoát ra được? Tại đó Phật nó khó mà ổng không, đầu tiên ổng không dạy được nha, ổng chỉ cho ổng cho dạy, nhưng mà ổng đợi là người dân minh lên thật cao rồi mới nói là ta nghe, mà ổng có nói cũng không có bao nhiêu người đâu. Cũng vậy nói bây giờ đó, tại sao hồi Đức Phật độ được có 15 người mà bây giờ chùa này nè, bí mật Thiền Tông tôi biết mấy trăm người, 400-500 người, nhưng mà nó bỏ nó đi trả ra hết. Tôi thảm nếu mà trung thực nhất là họ chưa tới 50 người. Nó khó là khó ở chỗ đó, mà đơn giản không? Mình thấy mình nghe nói hay vậy, nhưng mà đến thực là có ai thực hiện được cái này đâu. Nó khó là khó chỗ này, mà thành cái tỷ lệ ông Phật ông đón vậy thì tao mà không biết có đúng